bao lời thề hứa bên nhau chẳng khi nào rời xa. Dù là nhiều lúc sóng gió hay khi thất vọng, niềm tin luôn vững trong tim rồi ta sẽ vượt qua. Xin tình yêu Thiên Chúa ở cùng với chúng con hôm nay và mãi mãi. Ngày ta hạnh phúc tay đang trong tay, muôn hoa thắm đón ta đến với Ngài. Ta nhìn nhau hứa trọn đời cùng nhau ta sánh vai, dù cho ngày tháng bao nhiêu âu lo ta vẫn mãi tin chung đến suốt đời. Nhờ Thiên Chúa chúc phúc cho tình yêu này. Tạ ơn Chúa đã chúc phúc mối tình ta suốt quãng đường dài. Đôi lần hờn dỗi vu vơ cũng chỉ là thứ thanh. Nguyện xin Chúa mãi thương yêu hai ta đến cùng. Lời ca kết ước vang lên giữa muôn người mọi nơi. Em hãy nên chiếc nhẫn làm bằng chứng tin yêu trong ân huệ Ngài ban. Ngày ta hạnh phúc tay đang trong tay, muôn hoa thắm đón ta đến với Ngài. Ta nhìn nhau hứa trọn đời cùng nhau ta sánh vai, dù cho ngày tháng bao nhiêu âu lo ta vẫn mãi tin chung đến suốt đời. Nhờ Thiên Chúa chúc phúc cho tình yêu này. Ngày ta hạnh phúc tay đang trong tay, muôn hoa thắm đón ta đến với Ngài. Ta nhìn nhau hứa trọn đời cùng nhau ta sánh vai, dù cho ngày tháng bao nhiêu lo ta vẫn mãi tin chung đến suốt đời. Nhờ Thiên Chúa chúc phúc cho tình yêu này. Nhờ Thiên Chúa chúc phúc cho Thank you.
liên hoan hai người kết giao tình mến. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn công nghiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, chiều hôm nay chúng ta quy tụ về ngôi thánh đường thân yêu này để cùng chúc mừng và chung vui với anh Giuse Đinh Xuân Thanh và chị Maria Nguyễn Thị Lan trong ngày họ quyết định thiết lập một gia đình mới. Đây không chỉ là niềm vui của hai anh chị, nhưng còn là niềm vui của cả hai gia đình, của cả giáo xứ chúng ta. Vì thế chúng ta hiện diện nơi đây không chỉ để chung vui chúc mừng cho hai anh chị, mà mỗi người chúng ta cũng hãy cầu xin Thiên Chúa, xin Chúa luôn đồng hành, chúc phúc cho tình yêu của hai anh chị mãi đẹp và hạnh phúc bền lâu. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Thank you.
Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con khẩn nguyện và nói thương tuôn đổ ơn Chúa trên các tôi tớ chỗ đây là anh Giuse Đinh Xuân Thanh và chị Maria Nguyễn Thị Lan, để khi được kết hợp với nhau trước bàn thờ Chúa, họ được bền vững trong tình yêu thương nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài trích sách Thánh Thế: Thưa Chúa phán, chúng ta hãy dựng lên con người theo hình ảnh của chúng ta và giống như chúng ta, và họ hãy làm chủ cá biển, chim trời, mọi loại rừng, tất cả trái đất, mọi loài bò sát di chuyển trên đất. Vậy Thiên Chúa đã tạo dựng con người theo hình ảnh mình. Ngài tạo dựng họ theo hình ảnh Thiên Chúa. Ngài tạo dựng họ có nam, có nữ. Thiên Chúa ban phúc cho họ và Thiên Chúa phán với họ: Hãy phát triển và sinh sôi cho nhiều đầy mặt đất và chuyển ngự nó. Hãy làm chủ cá biển, chim trời và toàn thể sinh vật di chuyển trên mặt đất. Thiên Chúa nhìn xem mọi sự Ngài đã làm ra, Chúa thật là tốt đẹp. Đó là lời Chúa. Căn cứ vào điều này là Thiên Chúa đã sai con một của Ngài đến trong thế gian
để nhờ người chúng ta được sống. Tình yêu là thế này, không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta và đã sai con của Ngài đến làm lễ đền tội cho chúng ta. Các con thân mến, nếu Thiên Chúa yêu thương chúng ta thường ấy thì chúng ta phải yêu thương nhau. Chẳng ai thấy Thiên Chúa bao giờ. Nếu chúng ta yêu thương nhau thì Thiên Chúa ở trong chúng ta và tình yêu của Ngài đưa chúng ta lên trọn hảo. Đó là lời Chúa. Hiểu theo một cách bình dân người Việt Nam
thì ông Tơ và Nguyệt là hai hình ảnh thực tế hóa của một lối suy luận tâm linh về ý nghĩa tiền định trong hôn nhân. Chính vì thế chúng ta mới có những thuật ngữ như thiên duyên, duyên phận hay duyên kiếp. Như thế, ngay cả đối với người Việt, hôn nhân không chỉ được coi như là một sự ràng buộc về thân xác, nhưng đồng thời cũng được coi như là một sự nối kết về tinh thần. Thậm chí, đời sống hôn nhân của người Việt được coi như là một đạo lý sống mà chúng ta hay gọi là đạo vợ chồng, đạo phu thê. Ca dao Việt Nam có câu: đạo vợ chồng không phải cá tôm, đang mua mớ nọ lại dòm mớ kia. Đến đây chúng ta thấy có sự giao thoa tương đồng giữa dân tộc Việt Nam với cái nhìn của những người Công giáo chúng ta về hôn nhân. Đối với người Công giáo, hôn nhân chắc chắn được bắt nguồn từ Thiên Chúa. Ngay từ thuở tạo thiên lập địa, Thiên Chúa đã thiết lập một tương quan bền chặt giữa Adam và Eva. Người mời gọi họ sinh nhiều con cái và làm chủ vũ trụ này. Chính Thiên Chúa đã chúc phúc cho cặp vợ chồng đầu tiên này. Như thế, có thể nói rằng hôn nhân không phải là kết quả của sự ngẫu nhiên, vô ý thức tạo thành. Trái lại, đó là sự khôn ngoan của Đấng Tạo Hóa để thực hiện ý định tình yêu của Ngài trong nhân loại. Đôi vợ chồng kết hợp với nhau, tận hiến cho nhau để hoàn thiện lẫn nhau và cộng tác với Thiên Chúa trong việc sinh thành và dưỡng dục những con người mới là con cái Thiên Chúa sẽ ban cho họ. Vì thế, hôn nhân trong đạo Công giáo là một cam kết thánh, một lời hứa không thể bị phá bỏ vì chính Thiên Chúa đã thiết lập chứ không phải do người phạm. Kính thưa quý cộng đoàn, hôm nay lời Chúa chúng ta vừa nghe cũng khẳng định giá trị bền vững, bất khả phân ly của hôn nhân Công giáo khi Chúa Giê-xu đã nhấn mạnh rằng sự gì Thiên Chúa đã kết hợp thì loài người không được phân ly. Như thế, anh Giuse Thanh và chị Maria Lan rất thân mến. Khi anh chị xác định tiến tới hôn nhân, đồng nghĩa với việc anh chị cam kết sống một đời sống trọn vẹn, mãi mãi yêu thương nhau. Hai người cam kết sống mệnh lệnh của Thiên Chúa được cử hành trong thánh lễ hôm nay. Anh chị hãy ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình trước Thiên Chúa, trước gia đình, cộng đoàn và trước chính lương tâm của mình. Khi thể hứa, anh chị hãy ý thức được sự linh thánh trong từng câu nói khi cầm lấy tay nhau, trao nhau những lời thề hứa yêu thương và trung thành trọn đời. Chồng sẽ hứa yêu thương vợ suốt đời, vợ sẽ nguyện yêu thương chồng trọn kiếp. Chính khi đó, Thiên Chúa quyền năng là Đấng kết hợp và chúc phúc cho hai anh chị để hai người xây dựng một gia đình tình yêu là hình ảnh hữu hình của Thiên Chúa trên trần gian này. Quả thật, xây được một ngôi nhà là chuyện dễ, nhưng làm cho ngôi nhà trở thành một tổ ấm lại là chuyện khó. Cũng thế, yêu nhau và đến được với nhau là chuyện dễ, nhưng sống được với nhau trọn nghĩa phu thê thì quả là không dễ. Và để có thể yêu thương nhau và chung sống với nhau đến trọn đời, xin hai anh chị hãy nhớ đến một vật cao đẹp mà hai người sẽ thề hứa
và trao cho nhau trong thánh lễ hôm nay, đó chính là hình ảnh chiếc nhẫn cưới. Chiếc nhẫn tượng trưng cho tình yêu và lòng chung thủy của hai anh chị dành cho nhau. Kính thưa quý cộng đoàn, nếu để ý quan sát kỹ, chúng ta sẽ thấy chiếc nhẫn bao giờ cũng là hình tròn, và hình tròn thì không có điểm kết. Như thế, nó tượng trưng cho lời hứa bất diệt, lời hứa loại trừ sự chia ly. Chính vì thế, khi mang trên tay chiếc nhẫn ngày thành hôn, ước gì hay chỉ hãy luôn nhớ lại giây phút thánh thiêng hôm nay trước vị đại diện của Hội Thánh và toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Anh chỉ nói lên lời giao ước thánh thiêng và bền vững để trên cuộc hành trình hôn nhân, anh chỉ hãy biết nhẫn nhịn nhau, yêu thương nhau và trung thành với nhau cho đến trọn đời. Dù có gặp khó khăn, dù có gặp sóng gió trong cuộc đời này. Tôi được biết cô dâu là tân tòng mới gia nhập đạo Công giáo chúng ta. Quả thật, đây là niềm vui của chị, thế nhưng cũng là thách đố dành cho chính chị, cho chú rể, cho gia đình nhà trai khi chị bước vào một môi trường mới. Hai bạn trẻ xây dựng gia đình mới nhưng không mất đi các mối tương quan trong gia đình họ hàng. Thế nên, hai anh chị rất cần được sự nâng đỡ của gia đình, của cộng đoàn giáo xứ chúng ta, đặc biệt là nâng đỡ về đời sống đức tin khi hạt giống quý giá ấy vừa mới được gieo trồng nơi tâm hồn của chị Maria Lan. Kính thưa quý cộng đoàn, hôm nay chúng ta quy tụ về ngôi thánh đường giáo xứ Cổ Liêu thân yêu này để chứng kiến, để cầu nguyện, để chúc phúc cho đôi bạn trẻ. Nhưng đây cũng là cơ hội để gia đình chúng ta làm sống lại giây phút cách đây 1 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm, thậm chí là 50 năm, chúng ta cũng đã cam kết sống yêu thương và trung thành với nhau. Nhưng liệu lời hứa năm xưa ấy đã được thực hiện như thế nào trong cuộc đời của mỗi người chúng ta? Ước gì thánh lễ hôm nay làm sống lại tình yêu thuở ban đầu nơi các gia đình trong giáo xứ chúng ta, để chúng ta trở thành một gia đình yêu thương, đoàn kết và cùng nhau sống đạo đức thánh thiện, xứng danh là người Kitô hữu giữa lòng xã hội hôm nay. Nguyện xin Thiên Chúa là Đấng đã kết hợp anh Giuse Thanh và chị Maria Lan nên một trong bí quyết hôn nhân sẽ luôn chúc phúc cho gia đình mới này hôm nay và mãi mãi. Xin Chúa cũng chúc lành cho tất cả mỗi người chúng ta hôm nay và mai sau. Amen. Anh chị thân mến, anh chị cùng nhau đến nhà thờ để ý muốn kết hôn của anh chị được củng cố bằng một dấu ấn linh thánh trước bàn thờ tác viên của Hội Thánh và cộng đoàn. Đức Kitô dang rộng tay chúc lành cho tình yêu phu phụ của anh chị và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho anh chị nên phong phú và vững mạnh, giúp anh chị mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhiệm những trách nhiệm khác của hôn nhân, như chính người đã dùng bí tích thánh tẩy và thánh hiến anh chị. Bởi vậy, trước mặt Hội Thánh, tôi hỏi anh chị về ý định của anh chị. Anh Giuse Đinh Xuân Thanh và chị Maria Nguyễn Thị Lan
Anh chị đến đây để kết hôn với nhau, anh chị có bị ép buộc không? Thưa cha con không. Thưa cha con không. Anh chị có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa cha con có. Thưa cha con có. Khi chọn đời sống hôn nhân, anh chị có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa cha con có. Thưa cha con có. Anh chị có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Thưa cha con có. Thưa cha con có. Vậy bởi vì anh chị đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, anh chị hãy nắm lấy tay nhau và nói lên sự ước thuận của anh chị trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Anh là Du-xê Linh Xuân Thanh, hiện em Mai Gia Nguyễn Thị Lan là vợ của anh và hứa sẽ giữ lòng trung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em một ngày suốt đời anh. Em là Mai Gia Nguyễn Thị Lan, xin nhận anh Du-xê Linh Xuân Thanh làm chồng của em và hứa giữ lòng trung thủy với nhau khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Xin Thiên Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn y sự ước thuận của anh chị vừa tỏ bày trước mặt Hội Thánh, và xin Chúa đổ phúc lành của Người trên anh chị. Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly. Nào ta chúc mừng Chúa, tạ ơn Chúa. Xin Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn cưới này mà anh chị sắp trao cho nhau, làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy. Em Mai Gia Nguyễn Thị Lan, xin em hãy nhận chức nhân mạng cưới này làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của anh nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Anh Du-xê Đinh Xuân Thanh, xin anh hãy nhận chức nhận cưới này làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của em nhân Cha và Con và Thánh Thần. Kính thưa quý cộng đoàn, kể từ giây phút này, giáo xứ chúng ta, giáo phận chúng ta và giáo hội chúng ta đã chính thức có một gia đình mới. Chúng ta cùng vỗ một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng hai chị và hai gia đình. Và đây xin mời chúng ta cùng tiếp tục nghi thức tiến lễ. Anh chị em thân mến, nhớ tới hồng ân đặc biệt của ân sủng và tình thương mà Thiên Chúa đã đoái thương kiện toàn và thánh hóa mối tình của anh chị em chúng ta đây, là anh Du-xê Đinh Xuân Thanh và chị Maria Nguyễn Thị Lan, chúng ta hãy ký thác anh chị em này cho Chúa. Vì Hội Thánh là hiền thê yêu quý của Đức Chúa Kitô, chúng ta hãy cầu xin Chúa luôn thánh hóa giữ gìn để Hội Thánh luôn trong trắng tinh tuyền xứng với sứ mạng của mình. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Vì yêu thương thế gian, Chúa Kitô đã đến chia sẻ cuộc sống con người. Chúng ta hãy cầu xin cho các dân tộc được vui sống trong tình bác ái huynh đệ và nỗ lực thể hiện tinh thần tương trợ lẫn nhau. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Vì đời sống gia đình tại trần gian luôn pha lẫn vui buồn, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho anh chị đã thành hôn hôm nay biết luôn ý thức lời kết ước của mình để sống chung tín với Chúa và với nhau. Chúng
Chúa, cho mỗi gia đình trong giáo xứ luôn thể hiện nơi tổ ấm của mình một cộng đồng đầy lòng tin, chuyên cần cầu nguyện và góp phần làm chứng cho Chúa bằng lời sống bác ái tông đồ. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu, ôm Chúa. Lạy Chúa, xin tỏ lòng nhân hậu và ban thánh thần tình yêu của Chúa xuống trên đôi tân hôn này, để họ nên tâm đầu ý hợp, khiến không gì có thể gây sầu muộn cho những người Chúa đã ban dư đầy phúc lành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
anh chị em hãy cầu nguyện để y lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha và Thánh cho đi nhận. Xin Chúa nhận y lễ ở tay cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và biểu hiện cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con ngài xin Chúa chấp nhận của lễ chúng con dâng để cầu cho lễ vật thánh tiền của hôn nhân, và xin Chúa tận tình chăm sóc công cuộc chính Chúa đã khôn ngoan rất thật. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha trí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã dùng ách hòa thuận thêm ấy và mỗi giây bình an không thể tháo gỡ mà ràng buộc giao ước hôn nhân, để sự phong phú trong trắng của đời sống vợ chồng làm tăng số các nghĩa cử Chúa. Lạy Chúa, do sự quan phòng và nhờ ân sủng bằng những cách hết sức kỳ diệu, Chúa định lề lối cho cả hai điều này là cho muôn vật được sinh sản để điểm tô thế giới, và cho con người được tái sinh để làm cho hội thánh thêm đông số. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và tôn ngợi tôn vô rằng. Chúa đã thương cho chúng con,
được xứng đáng hầu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết Ngài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhà Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội Thánh trong Đức mình, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin nhớ đến anh Giuse Đinh Xuân Thanh và chị Maria Nguyễn Thị Lan, và Chúa đã dẫn đưa tới ngày thành hôn. Nhờ ơn Chúa, xin cho anh chị được bền vững trong tình yêu thương nhau và được sống bình an. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con đại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người với Người và trong Người, và mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha tòa hân năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dâng nguyện thân tâm. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện thành Cha ta sáng, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con lúc này được đường hàng ngày, và thay đổi chúng con như chúng con cũng đã nghe hỏi lời chúng con. Xin Cha để chúng con xác Chúa đang trên các tôi tớ Chúa vừa kết hôn trong Đức Kitô. Xin cho những người Chúa vừa liên kết bằng giao ước thánh, bằng ý thích mình và máu Chúa Kitô được hòa thuận yêu thương nhau. Lạy Chúa, Chúa đã dùng quyền năng Chúa và sáng tạo mọi vật từ hư vô, và sau khi sắp đặt công việc khởi đầu vũ trụ cũng như tạo thành con người giống hình ảnh Chúa, Chúa đã dựng nên cho người nam một trợ tá bất khả phân ly là người nữ, để họ không còn là hai mà là một xương một thịt, và dạy rằng không bao giờ được phân ly điều Chúa muốn thiết lập cho nên một. Lạy Chúa, Chúa dùng màu nhiệm cao cả mà thánh hiến sự phối hợp vợ chồng, để trong giao ước hôn nhân Chúa báo trước bí tích của Đức Kitô và Hội Thánh. Lạy Chúa, nhờ Chúa, người nữ được kết hợp với người nam, và Chúa ban cho xã hội Chúa thiết lập lúc khởi đầu này được hưởng phúc lành, là phúc lành duy nhất, đã không bị hình phạt do tội nguyên tổ lẫn bản án đại hồng thủy lấy đi. Xin thương nhìn đến các tôi tớ Chúa đây,
đã liên kết với nhau để chung sống đời vợ chồng, đang cầu mong được hưởng phúc lành của Chúa. Xin đổ ơn Chúa Thánh Thần xuống trên các tôi tớ Chúa, để nhờ có tình yêu Chúa chan hòa trong tâm hồn, các tôi tớ Chúa được bền lòng chung thủy với nhau trong giao ước hôn nhân. Xin cho nữ tỷ Chúa là chị Maria Nguyễn Thị Lan được ơn biết sống yêu thương hòa thuận, luôn noi gương các thánh nữ được tán dương trong thánh kinh. Xin cho người chồng thật lòng tin tưởng vợ mình, nhìn nhận nàng là người bạn bình đẳng, đồng hưởng ơn sự sống, biết kính trọng nàng cách xứng đáng và luôn yêu thương nàng bằng chính tình yêu của Đức Kitô yêu thương hội thánh. Vậy giờ đây, lời Chúa, chúng con đài xin Chúa cho các tôi tớ Chúa được kiên trì gắn bó với đức tin cùng với các huấn lệnh của Chúa, và nhờ chung thủy hợp nhất với nhau, họ nêu gương đời sống vẹn toàn, nhờ sức mạnh tin mừng củng cố, họ nên nhân chứng tốt lành của Đức Kitô trước mặt mọi người. Xin cho họ sinh con và trở nên cha mẹ nhân đức, cả hai được nhìn thấy con cái cháu chắc, và sau cùng khi đã tới tuổi già mong ước, họ được về nước trời, được cuộc sống của những người được chúc phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Bình an, anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Chưa bao giờ anh mong nguyện chọn đời bên em, khi tình thương hay lúc gian nan, khi bình hoan hay lúc bình tan. Người một đời luôn gần bên em để yêu thương, để kính trọng em mỗi ngày trong đời ấm. Đời luôn cùng bên
Chúa chúc phúc duyên tình đồng, đồng duyên tình đồng.
Xin Chúa lấy lòng ưu ái thánh hiền theo dõi những định chế Chúa đã ban phòng thiết lập để những người Chúa đã cho liên kết thành một cộng đoàn thánh hiền và đã bổ dưỡng bằng cùng một bánh và cùng một chén, cũng được Chúa làm cho nên tâm đầu ý hợp trong một tình yêu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa là Cha hàng hữu gìn giữ các con hòa thuận yêu thương nhau, để bình an của Đức Kitô ở cùng các con và mãi lưu lại trong nhà các con. Xin cho các con được hưởng phúc lành nơi con cái, được bạn bè nâng đỡ và thực sự hòa hợp với mọi người. Amen. Xin cho các con nên nhân chứng tình yêu của Chúa nơi thế gian, để những người đau khổ đói nghèo nhìn thấy các con nhân hậu, ngày kia sẽ biết ơn mà đón tiếp các con vào lâu đài vĩnh cửu của Chúa. Amen. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Xin mời cái đồng bào an toàn. Tối mùa Chúa đổ hoàng ân, ngày theo mùa mỗ ngọc trẻ mới đi. Cảm tạ hoàng ân Thiên Chúa vì lối đi Ngài đã ban tặng, đã dẫn đưa chúng con đến với nhau và đến với Chúa trong ngày trọng đại này. Giây phút này đây, chúng con cũng mong Đức Mẹ Maria hiện diện như cách mẹ đã chúc phúc cho tiệc cưới Cana khi xưa. Như thế nào thì nay xin mẹ hãy đến và ở lại trong tình yêu của chúng con như vậy. Trong kính cha nghĩa phụ, kính thưa quý sơ, quý hội đồng mục vụ, cha mẹ và cộng đoàn. Hôm nay là một ngày đáng ghi nhớ, ngày ghi dấu ấn quan trọng trong cuộc đời của chúng con, ngày mà tình yêu của chúng con được Thiên Chúa chúc phúc, được liên kết mật thiết với người qua tiệc thánh thể. Từ đây chúng con bước vào một đời sống mới, hôn nhân và gia đình, trong giờ phút thật dào hạnh phúc và cảm biến, cho phép chúng con được bày tỏ lòng tri ân cảm tạ. Trước hết, chúng con xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa đã tạo dựng nên chúng con cách lạ lùng và nay lại lạ lùng hơn nữa khi liên kết chúng con qua bí tích hôn phối. Chính bí tích tình yêu này đã gắn kết chúng con lên một xương một thịt để tạo dựng nên con người mới vào làm vinh quang nước Chúa. Con xin tri ân cha xứ, cha nghĩa phụ, suốt thời gian qua dù công việc mục vụ bận rộn nhưng cha đã lo lắng giúp đỡ để chúng con có người dạy dỗ, hướng dẫn chúng con trong hành trình đức tin, cũng như giúp chúng con thêm những hành trang mới cho đời sống gia đình. Và đặc biệt ngày hôm nay, cha nghĩa phụ đã chủ sự thánh lễ kết thúc trăm năm cho đôi tân hôn chúng con. Chúng con không biết lấy gì để đáp, nguyện xin Thiên Chúa ban ơn hôn lành cho cha phần hồn cũng như phần xác. Chúng con xin cha tiếp tục cầu nguyện cho gia đình trẻ chúng con biết chu toàn bổn phận làm vợ, làm chồng, làm cha mẹ mẫu mực để nuôi dạy con cái nên người giúp ích cho giáo hội và xã hội. Chúng con xin cảm ơn quý sơ, quý thầy đã có công dạy dỗ hướng dẫn chúng con để chúng con được biết ơn Chúa hơn và điều kiện cần thiết để bước vào đời sống hôn nhân và gia đình. Nguyện xin Thiên Chúa trả công ơn bội hậu cho quý sơ. Xin Thiên Chúa luôn luôn đồng hành với quý sơ trên con đường dâng hiến và phục vụ. Chúng con cũng xin cảm ơn quý hội đồng mục vụ và ban cai đoàn và cộng đoàn đã đồng hành giúp đỡ con và ngày hôm nay được thân thành lễ cầu nguyện cho chúng con. Hôm nay xin nguyện dâng Thiên Chúa ban ơn một ngày cho quý vị. Chúng con xin khắc ghi công ơn trời biển của cha mẹ, ơn nghĩa sinh thành dưỡng dục bao ngày, chúng con xin mãi mãi không quên. Nhất là ngày hôm nay, cha mẹ đã tạo điều kiện để cho chúng con đón nhận bí tích hồng ân hôn phối, cũng như gói hành trang cần thiết để bước vào đời sống gia đình. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho cha mẹ sức khỏe và bình an. Một lần nữa, chúng con xin tri ân cha xứ, cha nghĩa phụ, quý sơ, quý hội đồng mục vụ và cộng đoàn. Giờ đây, chúng con có bó hoa tươi thắm, bó trọng, lòng biết ơn xin dâng lên cha. Xin cha vui ạ.
chúng con đồng cảm tạ. Kính thưa quý hội đoàn, trong bài chia sẻ tôi đã nói yêu nhau, đến được với nhau đã khó, thế nhưng để sống với nhau trọn đời thì càng khó hơn. Tình yêu hôn nhân không phải là một đích đến, nhưng đó là một hành trình chúng ta tìm kiếm hạnh phúc. Chính vì thế hôm nay hai chúng con mới là khởi đầu bước vào đời sống hôn nhân. Chặng đường phía trước còn nhiều thách đố và cam go, niềm vui cũng có, sự khó khăn cũng có. Chính vì thế, xin quý cộng đoàn chúng ta cùng thêm lời cầu nguyện, đồng hành, chúc phúc cho hai bạn trẻ này để cho tình yêu của hai anh chị mãi đẹp và hạnh phúc đến trọn đời. Một lần nữa, xin quý cộng đoàn chúng ta cùng vỗ tràng pháo tay để chúc mừng cho hai anh chị. Giờ đây là quý cộng đoàn chúng ta cùng đứng để kết thúc thánh lễ. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.
Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì mùa đông đã phai tàn rồi. Mùa xuân đến, gió mới vừa sang, mưa dứt tiếng, lá hoa ngập tràn. Bạn tình ơi, đây mùa hoa nở và chim hót vang vang bên hè. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì hoa yêu đã khai nhụy rồi. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi, để tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi, để tình yêu được tràn đầy. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi, để tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi, để tình yêu được tràn đầy, để tình yêu được tràn đầy.